Nguyễn Hiếu Tần sinh vào tháng 5 năm 1930 trong một gia đình khá giả tại Quảng Yên, miền Bắc Việt Nam. Thổi nhỏ ông học tiểu học tại Yên Hưng tỉnh Lị Quảng Yên. Lên trung học, ông được gia đình cho về Hà Nội. Năm 1950, ông tốt nghiệp trung học phổ thông chương trình Pháp với văn bằng tú tài bán phần. Cuối tháng 9 năm 1951, thi hành lệnh động viên, ông nhập ngũ vào quân đội quốc gia Việt Nam thuộc Liên Hiệp Pháp. Theo học khóa lê lợi tại trường sĩ quan trừ bị Nam Định, khai giảng ngày 1 tháng 10 năm 1951. Ngày 1 tháng 6 năm 1952 mãn khóa tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy. Ra trường, ông được chọn về đơn vị bộ binh giữ chức vụ trung đội trưởng thuộc tiểu đoàn 717 khinh quân Việt Nam. Đầu năm 1953, ông được thăng cấp trung úy giữ chức vụ đại đội trưởng. Sau đó được cử làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn 717. Đầu năm 1955, ông được thăng cấp đại úy giữ chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 717. Cuối năm, sau khi quân đội quốc gia đổi tên thành quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ông được chuyển sang quân chủng không quân và được cử theo học khóa năm quan sát hoa tiêu tại trung tâm huấn luyện không quân ở Nhà Trang. Cuối năm 1956 mán khóa tốt nghiệp ông đậu thủ khoa. Sau đó, ông được cử làm chỉ huy phó phi đoàn một quan sát do đại úy Trần Phước làm chỉ huy trưởng. Đầu năm 1959, ông chuyển sang làm chỉ huy phó phi đoàn hai quan sát do đại úy Võ Công Thống làm chỉ huy trưởng. Đến đầu năm 1960, Ông chuyển về làm chỉ huy trưởng phi đoàn 1 quan sát. Năm 1962, ông lại chuyển trở về làm chỉ huy trưởng phi đoàn 2 quan sát. Đầu tháng 11 năm 1963, sau cuộc đảo chính tổng thống Ngô Đình Diệm ngày 1 tháng 11, ngày 2 tháng 11, ông được cử giữ chức chỉ huy phó bộ chỉ huy không chiến do đại úy Huỳnh Bá Tính làm chỉ huy trưởng. Đến đầu tháng 2 năm 1964, sau cuộc chỉnh lý nội bộ ngày 30 tháng 1 với các tướng lãnh trong Hội đồng Quân nhân Cách mạng để nắm quyền lãnh đạo của tướng Nguyễn Khánh, ông được thăng cấp thiếu tá đảm nhiệm chức vụ chỉ huy phó không đoàn 62 chiến thuật tân lập tại Pleiku do Trung tá Trần Văn Minh làm chỉ huy trưởng. Cùng năm, được huấn luyện máy bay trực thăng và A-37 tại các không đoàn chiến thuật không quân. Ngày Quốc Khánh đệ nhị Cộng hòa 1 tháng 11 năm 1965, ông được chỉ định làm chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Hành quân Không quân thay thế thiếu tá Vũ Thượng Văn. Sáu quốc khánh đệ nhị Cộng hòa ngày 1 tháng 11 năm 1968, ông được thăng cấp trung tá giữ chức vụ tham mưu phó hành quân tại Bộ Tư lệnh Không quân. Cuối tháng 4 năm 1972, ông được thăng cấp đại tá và được bổ nhiệm vào chức vụ Tư lệnh Sư đoàn 4 Không quân quân khu 4 tại Cần, thờ thay thế cố thiếu tướng Nguyễn Huy Ánh tử nạn phi cơ trực thăng tại căn cứ Không quân Bình Thủy. Đầu tháng 4 năm 1974, ông được thăng cấp chuẩn tướng tại nhiệm. Ngày 30 tháng 4, ông cùng gia đình di tản khỏi Việt Nam. Sau đó sang định cư tại San Jose, tiếu bang California, Hoa Kỳ. Ngày 18 tháng 12 năm 2008, ông từ trần tại nơi định cư, hưởng thọ 78 tuổi.